Khởi mũ rồi. Bảy giờ tao mặc, tao mặc bến đây mà đâu mà nắng. Từ cái bèo đó hỏi tàu cũng cung đâu. Mặc áo bao giờ đi với anh? Chú Tư anh xem với chú Độ. Chú mặc áo bao vô anh. Ok, cung cung là cái nào đâu chị? Đây. Cung mà hai hai bây giờ đó. Đủ 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 rồi ghi ta ghi ghi 30 chỗ mà ghi ghi mới không phải ghi cũ nghe không. Rồi lên mặc áo phao vô. Chứ cái kia ta 30 chỗ mà trời, còn người hai ghế một ghế hai người là đủ. Xây sống ra sau, đừng có nhào trước. Mấy người xây sống là ra sau. Đi tàu là ngồi sau, đi xe ngồi trước. Đi tàu ngồi sau, đi xe ngồi trước. Đừng có ham rồi trước là đi tàu nó ngáp. Xuống đây, xuống đây, xuống. Mặc áo phao vô. Bỏ áo phao vô đi. Ở đây ra. Kéo đầu quảng. Ra sau đây tụi nó ghế tôi. Ghế tôi ngồi. Ở sau xây xe ngồi sau, rồi cũng ngồi trước. Rồi. Đi ghe là ngồi sau, đi tàu ngồi trước, đi xe ngồi trước, đi tàu ngồi sau. Ôi, eo đầu quảng. Còn ở trong cái chỗ mà sao đó chú. Ai xây là ngồi sau. Nó phải như xe đâu. Bây giờ đi xe dành ngồi trước chứ đi tàu ngồi trước nó ngáp rồi xe á. Rồi. Cảm ơn rồi.
đi nghe mới sáng ăn xôi gì mà sớm dữ anh. Mới lên xe xây rồi. Xe này tao lấy xe ăn á. Thank you.
cho người cái mũ nha. Đây đậu mũ xanh rồi thấy không? Ông chạy dưới chớ, ông cũng xe gì ông đây, ông mày cho. Cái này là bên trưởng đoàn du lịch. Khi có gì đâu, xe chở lên trời lại gì cả, cho em mua ăn kéo xe. Đây ghe cà phê đây. Ôi ghe lấy cà phê đây. Chưa chưa 15 ngàn cái gì rồi đây. Cà phê cà phê. Cà phê sữa ơi. Mười ngàn lấy, mười ngàn lấy, mày vô, mày vô. Cà phê 10.000 lấy, sữa đậu nành, sữa đậu nành 10.000 một lấy đây. Mười ngàn lấy, mười ngàn lấy, uống đâu trả tiền đó đây. Đẹp hả? Ngon hay không chứ đẹp làm gì? Có chú gì khác không em? Trái cây đây. Rồi cơm ranh đưa ra đây bán nè. Chui thằng Hồng xuống em, lỡ gì khổ chết á. Chị Châu, ngầu xuống đi. Một cái nè, mình mua mà nó bán mình không vừa ý thì mình đổ lại, mình không trả tiền. Mình ngầu xuống mình mua đi. Sữa cơm ranh chứ mì gì. Không có chú rồi. Đây, trái cây cơm ranh chở vô đây bán nè. Cái chú nào giò nó chạy
xoài cam ranh, xoài cam ranh để nhiều Cần Thơ bán luôn. Từ đi nãy mua nha, ai mua trước cái chục số nha. Dạ. Dạ, chú ở đây bước qua đây luôn nha, chú ở đây bước, chú ở kia nha. Chú đẹp, chú đẹp. Qua đây chú đẹp hơn nha. Mẹ có ủng hộ cho kia, chú ở đây đẹp, chú ở kia nha. Ký hả? Có mấy một ký mấy trái? Hồi nãy bà nói ba trái 50. Năm chục ba ký. Một ký là trái hơn một ký. mười bảy ngàn một ký. Thôi cam ranh chúc cho Cần Thơ và Cần Thơ chúc cho cam ranh. Bước mẹ con ơi, ủng hộ cho bên đây bước đi. Có một tàu khoai mì, có cây mẹo luôn. Bước mẹ con ơi, ủng hộ giùm cho ai, chồng già đi. Bước mẹ con ơi, 5 ngàn.
nhà mình đang đi sẽ tới chợ nội các anh đang ở đây bắt đầu khu vực này nó bước vào chợ cho nên đang chen lắm vô. Mấy cô bác chú ý là túi sách dở túi tiền bạc cẩn thận ở đây là có xong thật. Đây đề nghị mấy chị ngồi xuống. Những tàu gì bán hàng gì đó, mẹo cây đó. Đây có tàu bán dưa. Mà không bán, chẳng hạn như người ta treo khăn, người ta phơi này. Không bán, có những thứ là treo cái gì bán cái đó, có những thứ treo mà không bán. Có những thứ bán mà không treo. Ở đây là mình vừa qua mình thấy là có bán một tàu dưa luôn. Không? Treo đấy. Không? Treo cái dưa. Treo cái dù mà không bán dù. Treo cái dù nhưng không bán dù, đúng chính xác. Phía trước này có một tàu dưa nữa. Đây, tàu dưa có treo cái dưa. Đây, cái cây treo này gọi là cây bẹo này. Ở miền Trung mình gọi cây xào. Ở đây gọi là cây bẹo, là treo những cái này là nó bẹo ra để mình biết để mua. Phía bên kia có một cái gian hàng người ta treo mà ta không bán. Đó, cái ông này ông ngồi này. Thấy ông quần áo treo đó là ta treo ta phơi. Ở trên tàu này ta phơi, ta không có bán. Để tìm cái... tìm cái trái mà người ta tặng cho, không mua và không bán. Chỉ có tặng cho thôi. Coi trên kia mình có trái nào không ta? Nghe của mình nói có trái nào mà tặng cho, không bán, không mua. Ở đây có một chậu bông. Mà chậu bông này là vừa qua người ta ăn Tết, ta để mà trưng bày. Còn cái mà treo là trái dưa này này. Tàu này bán dưa, chứ không phải bán bông. Cái ghe nhỏ này này nè, tưởng tượng giống như là taxi. Mình thuê trọn gói cái ghe này nó chạy đi làm vòng như thuê taxi đi nè. Còn cái chuồng của mình là giống như tàu khách có đông người. Bí có một trái bẹo bí nè, bí ngô treo lên cành bè cây bẹo. Có một cái tàu bí luôn, tàu bí ngô. Người ta treo bán nào là ớt này, rồi củ khoai, khoai lang, treo rất là nhiều thứ. Bán cái gì treo cái đó, có nghĩa là trên tàu bán nhiều thứ thì treo nhiều thứ. Còn tàu nào bán một thứ thì treo mỗi thứ đó thôi. Mình sẽ thấy được cái tàu bên kia là ta treo từ dưới cây mà lên tới ngọn. Là tàu La Ghim bán rất là nhiều thứ, giống như bán La Ghim, bán tạp hóa La Ghim, treo đủ thứ món. Khu vực này là bước vào trung tâm chợ. Tàu ghe rất là nhiều, những ghe ta đậu chắc bên này là những ghe cố định. Tại trong bên kia có một cái gian hàng người ta bán mà ta không treo. Đây là gian hàng ăn uống này, không treo à. Tại vì tô phở mà treo lên nó đổ mất. Làm sao treo lên, sao treo rồi. Cho nên là những cái thứ mặt hàng này ta chỉ bán mà ta không treo. Rồi mình biết được là treo không bán đó là quần áo phơi, chắc phơi lên trên kia. Không bán, còn này là bán mà không treo là đồ ăn uống. Đây. Quầy ăn uống á, ta chỉ xem mấy cái bàn tập ở bên đầu thì mới thấy được, còn từ xe là không có thấy. Nó nổi lên sao? Đơn giản quá mà. Đây, La Ghim hả, đeo đủ thứ hết này, cà chua, hành tỏi, thiếu. Bán cái gì treo cái đó. Trên tàu này là rất là nhiều thứ, cà chua.
mình bắt gặp một cái ghe hàng rong, ghe hàng rong đi kè với mình nè, à, khi nào ai mua là cặp vào rồi mà nó mua ta chạy đi dạo 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 bán cà phê nước ngọt, bán trái cây và bán vé số, dùng cái ghe nhỏ này xuồng gọi là ghe máy nuôi tôm á, còn ghe này là taxi của trên sông chở 3-4 người thôi. Cái cặp gần bên mua bán mình đi đây thì mình không có mua trực tiếp mà chủ yếu là người ta bán trực tiếp qua cái không có bán cho, trực tiếp cho khách mà chỉ bán với hàng sĩ. Giờ đang ghi này đang cặp vô này để sang hàng qua, sang hàng sĩ qua bên này mua chở đi, mua sĩ chợ đầu mối là chợ chợ trên sông, chợ nổi này là chợ đầu mối bán sĩ. Có một số vừa như nãy mình nhìn mình mua bên bờ đó là vừa bán lẻ, những cái tàu này là bán sĩ thôi, rồi từ tàu này sang qua tàu kia thỏa thuận mua bán cho mặt sang hàng qua, ta chở về địa phương ta bán lại, bán lẻ trở lại. Rồi mình đã đi chợ xong rồi, bây giờ mình trên đường trở về mình ghé một cái điểm dừng chân để cô bác mua quà, trong đó có mũ nổi chân dài thanh kiếm hàng ở miền Cần Thơ ở đây. Nước. Đó là món mũ lưỡi trầm dài, tới đó là chỉ cho anh em được chọn cái nào thì chọn em nào thì được đó cho anh em. Ở đây quả có một loại quả cho tặng, không bán không mua, nhưng mà mũ lưỡi chân dài thì phải bỏ tiền ra mua mới được đem về. Mũ lưỡi chân dài là không cho tặng mua đàng hoàng, bỏ tiền ra mua thì được đem về. Cầu mình đang thấy em đang giữ chợ nổi thì gặp lại này là cầu Cái Răng, địa danh đây là địa danh Cái Răng cho nên là mới có cái từ là chợ nổi Cái Răng. Chợ nổi này ở khu vực Cái Răng. Cái Răng là cũng là một cái quận ở thành phố Cần Thơ, quận Cái Răng. Mình là số 23 nha, nhớ chút nữa xuống nha, tàu 23, số tàu 23 nha, đừng có đi lộn tàu người khác à. Tàu mình chụp hình tập thể kỷ niệm nha, nhớ nhắc chụp hình tập thể nha anh.
xuống tàu rồi, chút ánh sáng là đẹp nè. Đâu lên đó lạc á, bên này anh cũng quay từng mặt để mà mình đi lạc nữa là thôi chứ. Chỗ nào bán bữa bên chân dài luôn, mà chịu bao nhiêu một tấm này bao nhiêu ký? ₺450.000 một cô phụ nữ chân dài. Chỉ 2 ký á hả? Đây, ba này, hết rồi. Bà Tư vô đây mua sợi dây chuyền luôn đi. Bà Tư vô đây chỉ cho chỗ cho mua sợi dây chuyền kìa. Kìa đây, đây đây đây. Vô đây có dây chuyền. Đây lấy dây chuyền đây, vô lấy bà Tư. Chuyền đó kim ngọc này. Này muốn loại dây chuyền một to hơn cái sợi bàm bữa mất nữa. Cái sợi này giống cái sợi bàm bữa không? Mua vàng không vô kìa. Bánh mì chứ mại.
đứng đây, đứng bên tàu để chụp hình nha. Lên đứng chỗ nào đây chụp hình nha cô. Chuối chụp hình kịp tập thể chuối. Lên nói ta tập trung á, ta đứng vậy đó. Rồi đứng lại chụp hình đây. Đứng dàn hàng ngang chỗ nào đây? Lấy khẩu trang này đi, ép xét vô đi cho lối đi em. Hey, tránh tránh này, ép xét vô cho cái lối đi người ta đi. Ép xét chút nữa. Rồi hai ba chụp này. Rồi lấy cái tay với cục cái tay. Xong rồi, xong rồi. Lấy cái tay che mặt mất mà làm gì đâu mà chụp được đâu mà hỏi. Kỳ vậy, giống như muốn vua à. Bỏ vô mắt cửa chú qua.